chào mọi người, mình đang livestream đi tặng quà cho người nghèo ngày mùa đông mọi người ạ. À đây mọi người, mình đã bắt gặp hai bố con vô cùng nghèo khổ. Đây, hello xin chào hai bố con nghèo khổ giữa trời đông buốt giá mọi người. Đây này, mình đang tặng quà đây, tặng tiền này, rất nhiều tiền, rất là vui vẻ nhận tiền mọi người ạ. Chắc chắn là hai bố con sẽ có cái Tết vô cùng ấm no mọi người ơi. Mình cảm ơn tất cả mọi người nha. Của cho không bằng cách cho. Cô đừng có nghĩ người nghèo là không có lòng tự trọng. Bỏ kiểu sống ảo của cô đi. Đồ nhà quê. Quê. Các bạn dám trêu con à? Vâng. Đợi bố một tí. Bố đừng nhảy, bố đừng nhảy. À. 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 Đi con. Tớ mua vải đi. Tôi cho mảnh vải mà về may đồ Tết cho con, sắp Tết rồi đấy. Trời ơi, trò này làm sao mà trông thương thế. Có con làm sao không? Không ạ. Để bố về may quần áo đẹp cho con nhá. Vâng. Bắt thì mình phải để đi cùng. Superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I love something just like this. I want something just like this. I want something just like this. I can read impossible, the legends and the myths, Achilles. Diễn xinh quá. Có lực gây thường người khác. Anh đến rồi. Em đợi lâu chưa? Ui, sao trông anh ăn mặc nhà quê thế? Đã thế lại vẫn theo đứa con gái xấu xấu bẩn bẩn. Nhìn vào đây. Xấu bẩn gì em mặc thế này là bình thường mà, đây là con gái anh. Ui, không nghĩ anh nhà quê đâu, phải giới thiệu cho cái mối gì này. Thôi, tôi đi đây. Kìa kìa em. Ám quẻ rồi đấy. Đi được không?